Nhiệm kỳ qua, các cấp hội và hội viên nông dân trên địa bàn huyện Tam Nông đã hoàn thành đạt và vượt 11 trên 11 chỉ tiêu đại hội. Trung bình mỗi năm có trên 5.100 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân triển khai hiệu quả. Hội nông dân huyện đang quản lý 67 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng cho trên 2.200 hộ vay. Nhiệm kỳ mới, Hội nông dân huyện Tam Nông tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh và vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố tổ chức hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.